bàn về các chừng hàn nhiệt hư thực sinh tử nghịch và thuận của lục phủ ngũ tạng. Mọi hư thực hàn nhiệt sinh tử và nghịch thuận của ngũ tạng lục phủ trong thân thể đều thể hiện ra những chừng trạng bên ngoài của con người và mạch khí. Nếu không biết dựa vào đó để quan sát và chẩn đoán thì không thể có lý do nào mà biết được những bệnh tình sâu kín ở bên trong. Hư thì phải bổ, thực thì phải tả. Câu trên có nghĩa là hư chứng thì phải bồi bổ, mà thực chứng thì phải công phạt. Hàn thì phải ôn, nhiệt thì phải lương. Câu trên có nghĩa là bệnh do bị lạnh thì phải làm cho ấm, bệnh do nóng thì phải làm cho mát. Nếu không hư không thực mà có bệnh thì thầy thuốc phải biết khéo léo mà điều hòa kinh lạc. Đó đều là những cương lĩnh then chốt và những khuôn phép lớn của nghề y. Còn những loại mạch và những chứng trạng khác đều được ghi chép và nói rõ ở chương sau. Bàn về hư thực hàn nhiệt sống chết thuận nghịch và mạch chứng của tạng can. Can và đờm biểu lì với nhau. Can thuộc kinh túc quyết âm, đờm thuộc kinh túc thiểu dương. Hai kinh túc quyết âm can và túc thiểu dương đờm đều thịnh vượng vào mùa xuân. Mùa xuân là mùa ẩm áp để vạn vật bắt đầu sinh sôi. Vì thế khí xuân non nớt mềm mại bao la rộng lớn, cho nên mạch huyền và mềm mại. Bởi vậy chữa bệnh về mùa xuân thì không nên cho ra mồ hôi, và cũng vì mùa xuân khí còn non yếu, bởi vậy không nên cho người bệnh uống các loại thuốc công hạ để thảo xuống. Mạch về mùa xuân mà huyền trường thì là bình thường, còn nếu trái lại là mạch của người có bệnh. Mạch hư và huyền là mạch thải quá. Do vậy mà biết bệnh ở bên ngoài, mạch thải quả thì khiến cho người bệnh hay quên, hoa mắt, quay cuồng, choáng váng. Nếu mạch người bệnh thực mà vi là chứng bất túc là bệnh ở bên trong. Những bệnh thuộc chứng bất túc thì sẽ khiến cho ngực và hai bên cạnh sườn người bệnh trướng mãn lên. Đại khái là nếu là can thực thì sẽ làm cho hai bên cạnh sườn đau, khiến cho người bệnh cố chấp, dễ nổi giận. Còn nếu do can hư thì ngược lại, người bệnh rất hay hoảng hốt, thường có cảm giác lo sợ như sắp có ai đó đến bắt mình. Khí của tạng can mà nghịch lên thì sẽ làm cho người bệnh đau đầu, ù tai và hai gò má đỏ. Nếu mạch trầm mà cấp hoặc phù mà cấp thì cũng thể chủ về hai bên cạnh sườn trưởng mãn đầy tức khó chịu, làm cho người bệnh tiểu tiện khó khăn, đau đầu hoa mắt. Nếu mạch rất cấp thì người bệnh ngại nói. Nếu mạch chỉ hơi cấp thì do có tích khí bên dưới mạn sườn. Nếu mạch quá hoãn là người bệnh bị chứng nôn mửa. Nếu chỉ hơi hoãn là bệnh ở tạng tỳ. Nếu mạch quá cấp là chứng ung nhọt bên trong nội tạng, người bệnh sẽ thổ ra huyết. Nếu mạch quá đại là chứng cân tỳ. Nếu mạch quá tiểu thì là chứng người bệnh uống nước nhiều. Nếu mạch vi mà đại là bệnh tiêu khát. Nếu mạch hoạt là chứng đồi sản. Nếu chỉ hơi hoạt là bệnh tự xón nước tiểu ra quần. Nếu mạch sáp thì là bệnh lưu ẩm. Nếu chỉ hơi sáp là bị bệnh kinh giật co quắp chân tay. Nếu tạng can bị tích khí lâu ngày ở hai bên cạnh sườn mà không được chữa cho khỏi thì sẽ khiến cho người bệnh phát ho hoặc làm thành bệnh tựa như người bị sốt rét. Can hư thì người bệnh sẽ nằm mơ thấy cảnh cây cỏ hoa lá tùm xanh non mơn mởn. Còn nếu tạng can thực thì người bệnh sẽ nằm mơ thấy những cảnh rừng núi xanh tươi rậm rạp, trùng trùng điệp điệp bạt ngàn. Bệnh của tạng can thì buổi sáng nhẹ, buổi chiều sẽ nặng lên, về ban đêm thì yên tĩnh trở lại.
bệnh của tạng can đều thấy những biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, chân tay mỏi mệt rời rã, bìu giải thụt vào trong và tiểu tiện không thông thì 10 ngày sau sẽ chết. Nếu thấy mình sợ nóng lạnh, chân tay tê liệt không cử động được, mạch nên huyền trường mà cấp, nhưng nay ngược lại, mạch lại đoản và sáp là hiện tượng kim khắc mộc, thì 10 ngày sau là chết, không thể cứu được. Nếu tạng can bị lạnh, thì hai cánh tay người bệnh sẽ không cử động được, uổng lưỡi khô rảo, người bệnh hay thở dài, đau trong ngực, không chuyển được mình. Nếu bộ quan bên tay trái mà trì sáp, thì chính xác là tạng can bị lạnh. Nếu tạng can bị nóng, thì người bệnh sẽ phát suyễn, khó thở mà hay giận, đau mắt, trướng bụng, không muốn ăn, trong khi ngủ hay giật mình kinh sợ, mắt đỏ nhìn không rõ, mạch bộ quan bên tay trái ấn nặng mà thấy mạch thực thì có thể khẳng định đúng là tạng can bị nóng. Tạng can mà hư và lạnh thì cạnh sườn cứng mà đau, mắt mờ tay nhức, lạnh phát run như người bị sốt rét, không muốn ăn. Nếu là phụ nữ thì sẽ bị mất kinh, khó thở. Khi xem mạch thấy bộ quan bên tay trái trầm nhược là đúng. Bàn luận về hư thực hàn nhiệt sinh tử và mạch chứng của đờm. Đờm là phủ trung thanh, giữ chức tướng quân trong thân thể con người. Tất cả mọi sự quyết đoán đều từ đó mà ra. Đờm có thể vui mừng nhưng cũng có thể giận dữ, có thể cương cường dũng mạnh nhưng cũng có thể mềm mại nhẹ nhàng. Đờm cùng với tạng can là biểu lì với nhau. Đờm thuộc kinh túc thiểu dương. Đờm hư thì người bệnh sẽ bị tổn thương vì hàn. Hàn vì thường hay làm cho người ta lo sợ, trên đầu vì thế choáng váng, người bệnh không thể nằm một mình được. Đờm thực tất nhiên người bệnh sẽ bị tổn thương vì nhiệt. Nhiệt thì khiến cho người ta hay giật mình hoảng hốt, tinh thần dễ dao động hoang mang, vì thế ăn ngủ không yên. Bệnh huyền thủy khi phát tác sẽ gây ra chứng phù sũng. Người bệnh sẽ phù sũng từ vùng đầu mặt trước rồi dần dần lan xuống hai chân. Nguồn gốc cũng do đờm. Tạng can bị chứng kinh quyết lâu ngày không được chữa khỏi sẽ truyền tà khí từ can vào đờm, khiến cho người bệnh thường nôn ói ra nước trong. Đờm mà bị nước xâm nhập vào trong thì sẽ gây nên chứng bệnh phù sũng, từ đầu lan dần xuống chân. Đờm bị bệnh sẽ khiến cho miệng đắng, người bệnh hay thở dài than vãn, miệng ứa nước chua, trong lòng thấp thỏm bất an, tựa như sợ bị người khác bắt, trong cổ họng như có vật gì vướng víu khó chịu, vì thế thường hay nhổ nước bọt. Nếu đờm bị sưng trướng lên sẽ làm cho miệng đắng, cuống lưỡi đau, người bệnh hay thở dài và than vãn kể lể. Tà khí xâm nhập vào đờm thì người bệnh sẽ thường nằm mơ thấy những việc kiện cáo tranh tụng. Khi xem mạch thì thấy bộ quan bên tay trái phù mà dễ bắt là đúng. Đờm thực thì người bệnh sẽ cảm thấy trong người nóng nhiệt bứt rứt khó chịu, tinh thần hoang mang, hay nhổ nước bọt. Nếu đờm lạnh thì người bệnh không ngủ được. Nếu bộ quan bên tay trái có dương mạch nhưng mạch vi là đờm hư. Nếu có dương mạch mà sát thì là đờm thực. Nếu tại bộ quan có mạch dương mà hư thì đờm sẽ tuyệt. Bàn về hư thực hàn nhiệt sinh tử nghịch thuận và mạch của tạng tâm. Tâm là tạng nằm ở địa vị cao quý và đáng tôn trọng nhất trong ngũ tạng, vì thế còn được gọi là vua của ngũ tạng. Tâm và tiểu trường tương thông biểu lì với nhau. Tâm là nơi cư ngụ của thần minh. Tâm sinh huyết thuộc hỏa, khí vượng về mùa hạ, thuộc kinh thủ thiểu âm. Mạch của tạng tâm về mùa hạ thì câu, khi đến thì thịnh,
mà khi đi thì suy, cho nên gọi là câu. Nếu mạch không như thế thì tức là mạch của người bị bệnh. Nếu mạch đến thịnh mà đi cũng thịnh thì gọi là mạch thải quả. Mạch thải quả là bệnh ở bên ngoài. Nếu mạch đến thì suy mà đi thì thịnh là chứng bất túc, là bệnh ở bên trong. Nếu mạch thải quả thì sẽ khiến cho người bệnh nóng, xương cốt khắp mình đau nhức, miệng lở, lưỡi khô, thích uống nước. Nếu mạch bất cập thì sẽ khiến cho người bệnh phiền táo bứt rứt nóng nảy. Bên trên thì làm cho người bệnh hay ho và nhổ nước bọt. Bên dưới thì khiến cho người bệnh bị chứng khí tiết, tức là do khí bị uất lại mà biến chứng thành bệnh tiết tả, hoặc cũng gọi là bệnh tiêu chảy. Nếu mạch đến giống như chuỗi hạt châu là mạch bình thường. Nếu như mạch đến từng lớp chồng chất lên nhau mà không chạy thẳng thì là mạch của người bị bệnh. Khi đến trước cong sau thẳng, giống như cầm giày vải có buộc một cái móc lay động đung đưa thì đó là mạch chết. Tư lự lo sợ hoặc đau lòng quá độ cũng sẽ khiến cho thần tiêu vong. Thần đã mất thì sinh ra nhút nhát lo sợ. Nếu bị tâm thổng mà chân tay lạnh quá năm thổn đồng phân thì ban ngày phát bệnh là đêm đó chết, ban đêm phát bệnh là sang ngày hôm sau chết. Nếu tâm bị thủy khí xâm nhập là thân thể sẽ phù sũng, khiến cho người bệnh không nằm được rồi phát phiền táo. Nếu tâm bị trùng phong thì người sẽ gai gai sốt, không đi lại được, đói mà không dám ăn, bởi cứ ăn vào là lại nôn ra. Mùa hạ thì tâm khí vượng, vì thế khi xem mạch mà thấy bộ thổn bên tay trái hồng phù đại mà tản thì là mạch bình thường, là mạch không có bệnh. Còn nếu trái lại với những mạch đỏ là có bệnh. Nếu như mạch trầm mà hoạt là thủy khắc hỏa thì 10 người bệnh chết cả 10 không thể chữa được. Nếu mạch huyền và trường là mộc quy về hỏa, giống như mộc về với con, bệnh sẽ không cần chữa cũng tự khỏi. Nếu mạch hoãn mà đại là thổ nhập hỏa, thế là bệnh tà nhỏ bé, không có gì đáng lo. Tạng tâm bị bệnh thì sẽ khiến người bệnh thấy đau trong ngực, tay chân phù sũng, khắp vùng vai lưng và cánh tay đau. Nếu là hư chứng thì hay hoảng sợ lo lắng hồi hộp, không ngủ được, khắp vùng ngực bụng và vai lưng đau. Người bệnh hay buồn rầu, có khi chợt thấy hoa mắt chóng mặt mà ngã khuỵu xuống. Nếu tạng tâm bị khí tích lâu ngày mà không được chữa trị thì người bệnh sẽ sinh ra ưu phiền, đau trong tim, cười mãi không thôi hoặc nằm mơ thấy lửa cháy và hỏa hoạn. Nếu tâm khí thịnh thì thường nằm mơ thấy những chuyện vui vẻ, cười đùa hoặc sợ hãi. Nếu tà khí xâm nhập vào tâm thì người bệnh sẽ thường nằm mơ thấy khói lửa. Nếu tâm vì bị bệnh mà to lên thì người bệnh sẽ cảm thấy khó thở, đêm ngày vật vã không yên. Người bệnh phù sũng, ảo não, buồn rầu hoặc lúc khó thở, lúc dễ thở, trong bụng nóng, thích uống nước, bọt dãi chảy ra. Bệnh tạng tâm thì giữa trưa hầu như khỏi, đến nửa đêm thì tăng, ban ngày thì yên tĩnh. Nếu bộ thổn bên tay trái người bệnh có mạch đại thì tay sẽ nóng mà sũng đỏ. Nếu mạch đại nặng hơn nữa thì trong ngực đầy trường phát phiền, người bệnh nói mê nói sảng, mặt đỏ mắt vàng. Nếu bị bệnh tâm thổng đau tim mà trước đó ho rất dai, người bệnh lại bị chứng thượng quan hạ cách, có nghĩa là bên trên bên dưới đều bị bế tắc không thông, thân thể cảm thấy mệt mỏi nặng nề ì ạch thì chỉ 3 ngày sau là chết. Nếu tạng tâm bị hư thì hay sợ người, thường nhắm mắt tựa như muốn ngủ, tinh thần người bệnh hoang mang,
hồn phách tản loạn. Nếu khi xem mạch tặng tâm mà thấy trầm tiểu hoặc khẩn phù thì là chứng khí suyễn khó thở. Nếu dưới ngực khí kết khối không tiêu, người bệnh hay nuốt nước bọt, bàn tay nóng, phiền nhiệt, hay quên, hay thở dài, thì tất cả những chứng đó là do người bệnh nghĩ ngợi quá mà sinh ra. Nếu mạch quá cấp là người bệnh bị chứng co giật, nếu mạch chỉ hơi cấp thì do đau trong tim và đau cả ra vùng vai lưng, người bệnh khi ăn nuốt không xuống. Nếu mạch quá hoãn là chứng người bệnh phát cuồng, cười nói huyên thuyên không chán, nếu mạch chỉ hơi hoãn là chứng thổ ra huyết, nếu hoãn hơn nữa thì là chứng hầu bể, tức là chứng tắc cổ họng. Nếu mạch vi đại là chứng người bệnh đau giằng ra sau lưng và thường chảy nhiều nước mắt. Nếu mạch rất tiểu là chứng hay nôn ọe. Nếu mạch vi tiểu là người bệnh bị chứng tiêu khát. Nếu mạch rất hoạt là chứng hay khát nước. Nếu mạch vi hoạt là bệnh ở tạng tâm khiến cho người bệnh bị kèm chứng sôi bụng. Còn nếu khi xem mạch mà thấy mạch rất sáp thì đó là mạch của người bị chứng cầm khẩu không nói được. Mạch tạng tâm đập kiên và trường là chủ về bệnh lưỡi cứng khó phát âm hoặc không nói được. Nếu mạch nhuyễn và tản là mạch của người vì sợ hãi quá mà không ăn được. Nếu mạch cấp là chứng tâm sản, rồi rồn nổi cục lên khiến cho người bệnh phiền muộn khó thở, nhiệt tà sông bốc lên trên, nung nấu thượng tiêu. Bệnh tạng tâm còn có những chứng như người bệnh cuồng ngôn loạn ngữ, tự ra mồ hôi, tình tình nóng nảy, thân thể lạnh. Nếu thuận thì mạch sẽ phù đại, nếu nghịch thì mạch sẽ trầm nhu mà hoạt. Sắc mặt bệnh nhân nên có màu đỏ, nếu ngược lại có màu đen là thủy khắc hỏa. 10 người bệnh chết cả 10 không thể chữa được. Nếu bị bệnh tâm tích thì mạch sẽ trầm mà rỗng ở giữa. Mạch đến và đi trên dưới không bình thường, có những triệu chứng trong ngực trưởng mãn, hay lo sợ giật mình. Vùng quanh thắt lưng và bụng người bệnh nóng, gò má đỏ, cổ họng khô, lòng bàn tay nóng, nếu nặng hơn thì sẽ kèm theo nôn mửa. Bệnh này nếu vào mùa xuân thì sẽ khỏi, mà vào mùa hè thì sẽ rất nặng, nên khẩn cấp điều trị, nếu không thì chỉ trong khoảng một tuần là chết. Bệnh tạng tâm mà vùng xung quanh miệng có màu đỏ và đen lẫn lộn với nhau, rồi từ từ chạy vào trong miệng là chết. Sắc mặt và quanh mắt có màu vàng đỏ cũng chết, hoặc có màu đỏ như máu cũng là chứng chết. Vì vui buồn giận dữ hoặc lo nghĩ quá độ khiến cho khí của tạng tâm bị tiêu tán mất ở trong, sắc mặt người bệnh chợt thay đổi, nhìn không giống như lúc bình thường mà trở nên hồng hào tươi tốt, tựa như người khỏe mạnh thì cũng không quá 10 ngày là chết. Biển thước nói tâm tạng đã tuyệt thì chỉ cần trong một ngày là chết, hoặc nhìn người bệnh thì giống như người khỏe mạnh, nhưng thần sắc trên khuôn mặt thì lại có nhiều hung khí, thì đó là chứng hành thi. Người bị chứng hành thi thì cũng chỉ trong vòng một năm là tai họa tất đến. Nếu tiếng nói của người bệnh trước thì khoan thai rõ ràng, mà càng về sau thì càng vội vàng gấp gáp, nhưng ngôn ngữ lủng củng rời rạc, câu sau không liền với câu trước, âm thanh khàn đục khó nghe, miệng méo mạo muội, vui cười vô cớ, thì đó là do phong tà xâm nhập tạng tâm. Tâm đã bị thương thì tất nhiên thủy sẽ thừa thể khắc hỏa, người bệnh sẽ bị chứng thân thể và tay chân tê liệt, các khớp xương rời rã, vì thế co duỗi không được tự do, người bệnh sẽ bị tiêu chảy hoặc bị chứng kiết lỵ không ngừng. Gặp chứng này cũng nên chữa trị gấp, nếu không cũng chỉ sống được không quá 10 ngày là chết. Người bệnh không cười thì lại rên rỉ, sau đó tỏ ra tư lự ưu sầu, là do thủy thừa thể mà khinh thường lần át hỏa. Âm có quan hệ mật thiết với dương, âm nổi lên thì dương phục xuống,
mà dương phục xuống thì sẽ sinh nhiệt, mà nhiệt tắc sinh cuồng, người bệnh sẽ mạo muội phiền loạn, nói nhảm phát ngôn bừa bãi, không thể hỏi han được. Đó là tâm khí của người bệnh đã bị tổn hại. Biển Thước nói, nếu vùng xung quanh môi miệng người bệnh mà có màu đỏ thì có thể chữa được, còn nếu có màu xám đen là chết. Nếu là chứng tâm ngược thì người bệnh sẽ trước phát phiền mà sau đòi uống nước, người hâm hấp nóng. Nếu mạch phù khẩn mà đại là đúng, tâm tạng thực thì người bệnh tiểu tiện không thông, đầy bụng, mình nóng mà nặng nề, có cảm giác lờm lợm buồn nôn nhưng không sao nôn được, khó thở ngủ không yên. Nếu mạch bổ thốn bên tay trái và mạch nhân nghênh đều thực, đại thì lại càng chứng tỏ đúng là thực chứng. Tâm tạng bị hư thì người bệnh thường hay giật mình kinh sợ, trong lòng thường lo lắng sầu muộn không vui, vùng ngực và bụng hơi đau, tiếng nói run rẩy yếu đuối, sợ lạnh, thường hay hoảng hốt, mặt đỏ mắt vàng, hay chảy máu cam. Khi xem mạch mà thấy cả hai bộ thốn bên tay trái và bên tay phải đều hư mà vi là đúng. Luận bàn về hư thực hàn nhiệt sinh tử, nghịch và thuận và mạch của tiểu trường. Tiểu trường là thụ thịnh chi phủ, có nghĩa đó là một phủ được hưởng đầy đủ và phong phú. Tiểu trường có liên quan biểu lì với tạng tâm, thuộc tinh thủ thái dương. Nếu tâm và tiểu trường tuyệt thì chỉ trong vòng 6 ngày là chết. Tuyệt có các triệu chứng: người cứng như khúc gỗ, da thịt tê dại, mồ hôi ra không ngừng, chân tay không co duỗi được. Bệnh tâm nếu không chữa, để lâu sẽ truyền vào tiểu trường mà phát ho. Nếu ho do tiểu trường thì sẽ cảm thấy khí từ trong bụng nhất tề phát ra. Tiểu trường thực thì tất nhiên do người bệnh bị thương vì nhiệt tức là nóng, mà nhiệt thì miệng sẽ bị lở. Tiểu trường hư thì sẽ bị thương do hàn là lạnh, mà hàn thì sẽ tiết ra máu mủ hoặc tiết ra chất nước có màu đen. Tất cả những triệu chứng đó đều có nguồn gốc do tiểu trường mà ra. Lại nữa, nếu tiểu trường bị hàn thì bên dưới sẽ phù sũng nặng nề, còn nếu bị nhiệt mà để lâu ngày thì dần dần sẽ thành bệnh trĩ. Nếu do tích tụ nhiều mà phát nhiệt thì nửa trên thân người sẽ bị bệnh. Nếu khí thịnh mà phát bệnh thì từ ngang lưng trở xuống sẽ nặng nề, người bệnh cứ ăn vào là lại có cảm giác quẫn bách cực kỳ khó chịu. Nếu tiểu trường bị trướng thì bụng dưới cũng lập tức sẽ bị trướng lên. Nếu người bệnh bị chứng quyết thì tất nhiên là do bị tà khí xâm nhập vào tiểu trường. Người bệnh sẽ nằm mơ thấy có người tụ tập lại, hoặc bị đau cổ họng và sưng quai hàm, cổ cứng không quay đi quay lại được, hai chân đau như gãy. Hoàng đế nói, tâm là nơi cư ngụ của thần, vì thế cần phải kín đáo chắc chắn mà không thể để cho bị tổn thương được. Nếu tâm bị thương thì thần sẽ mất, thần mà mất thì người sẽ chết. Bởi vậy, có nhiều bệnh do tâm bị tổn thương khiến cho người bệnh chết ngay lập tức, không thể cứu được. Dương khí tại bộ thốn bên tay trái mà đã tuyệt thì sẽ không còn thấy mạch của tiểu trường đâu nữa. Người bệnh 6 ngày sau là chết. Bệnh tề tỳ tức là tại vùng bụng dưới bị chứng sản hà. Nếu bộ thốn bên tay trái thực thì là tiểu trường thực. Người bệnh sẽ phát sốt khiến cho tiểu tiện khó khăn. Tâm thực thì sẽ lở miệng, lúc sốt lúc khỏi, trong lòng phiền mãn và người bệnh cảm thấy thân thể nặng nề. Tiểu trường chủ về lưỡi, vì thế tiểu trường được hòa bình yên ổn thì ngôn ngữ sẽ linh hoạt, giọng nói sẽ khỏe mạnh, khi ăn sẽ biết phân biệt các mùi vị. Tiểu trường hư thì bộ thốn bên tay trái sẽ phù mà hơi mềm mại, nhưng nếu mạch đập
quá mạnh thì lại là chứng kinh cuồng. Thần vô sở thủ có nghĩa là thần không còn chỗ để cư ngụ nên đã rời chỗ. Nếu ấn tay xuống mà thấy mạch trống rỗng thì người bệnh đó bị câm, không thể nói được. Luận bàn về hư thực hàn nhiệt sinh tử và nghịch thuận của tạng tỳ. Tạng tỳ thuộc hạnh thổ, tức là quan giản nghị đại phu trong thân thể con người. Tỳ chủ về ỷ và tỷ, có tác dụng tiêu hóa ngũ cốc để lấy chất nuôi dưỡng thân thể. Tỳ vượng về tử quỷ, tức là vượng vào tháng cuối của mỗi mùa và chỉnh vượng vào tiết trưởng hạ. Tỳ có liên quan tới biểu lỵ với vị. Kinh của tỳ có tên là Túc Thải Âm. Biển Thước nói tạng tỳ bị bệnh thì sắc mặt người bệnh vàng ủng, tỳ thực thì lưỡi cứng, người bệnh không muốn ăn hay nôn ọe nhưng tay chân ẩm. Tỳ hư thì thường bị các bệnh như tích bảng hay ợ nước chua hoặc kiết lỵ dai dẳng. Tỳ hư thì tinh sẽ thiểu, nguyên khí kém, người bệnh thường tự xỏ nước tiểu mà không sao kiềm chế được. Mạch tạng tỳ đền mà tựa như dòng nước chảy thì là chứng thải quả. Bệnh do bên ngoài xâm nhập, tức là bệnh do ngoại cảm mà phát sinh. Mạch đền mà nhọn sắc như cựa chim thì là chứng bất cập. Bệnh do bên trong, tức là bệnh do nội thương. Bệnh thải quả thì sẽ khiến cho người bệnh bốn chân tay nặng nề, nói năng khó khăn. Bệnh bất cập sẽ khiến cho người bệnh đầy trưởng, không ăn được, không có sức, tay chân sũng trưởng rời rã, vận động vất vả, trong miệng khò khè nhiều đờm dãi, bất chợt tiết tả, người bệnh hay nằm mơ được ăn uống. Mạch tạng tỳ khi đến thì hoãn và nhu, khi đi thì nhọn như cựa gà, là mạch của người không có bệnh. Mạch tạng tỳ khi đến thực và hơi sát là mạch bất túc, đó là mạch của người đang bị bệnh. Nếu khi xem mạch của tạng tỳ chỉ thấy xuất hiện những loại mạch giống như chim đang mổ, hoặc lại sắc nhọn giống như cựa gà cựa chim, hoặc lại giống như giọt nước tanh trên mái nhà cứ thỉnh thoảng mới tí tách nhỏ xuống vài giọt, thì đều là những chứng chết. Nếu do tỳ bị trùng phong thì người bệnh sẽ hâm hấp sốt và mê man ly bì, giống như người say rượu, trong bụng phiền mãn, da thịt co giật mày động, đoạn khí khó thở. Tỳ vượng mà thấy mạch thong thả hòa hoãn thì đó là mạch bình thường của người không có bệnh. Nếu như thấy mạch huyền và cấp là can mộc khắc tỳ thổ, đó là điểm gặp quỷ dữ, là triệu chứng đại hung. Nếu mạch vi sáp mà đoạn là phế đến để thừa nhận tỳ, vì tỳ thổ sinh ra phế kim, bệnh có mạch này không cần chữa cũng khỏi. Nếu vào tiết tử quỷ là thận đến theo tỳ thì dù có bệnh cũng không đáng ngại. Nếu thấy mạch phù mà hồng là tâm đến để sinh tỳ, đó là mạch của người không có bệnh. Những người bị bệnh tỳ mà da có màu vàng, thân thể nặng nề tự sòn phân, mắt đừng trong đờ đẫn, môi căng lên mà lật ra phía ngoài, mỏng chân mỏng tay xanh, chân tay lạnh, nôn ỏi ra thức ăn, khắp các khớp xương trong thân mình đau đớn rời rã, khiến cho người bệnh không cử động được, thì đều là những triệu chứng rất nặng. Mạch của loại bệnh này nên phù mà hoãn. Nếu ngược lại có mạch huyền và cấp là thầy có người bệnh có sắc xanh thì đó là chứng chết. 10 người không cứu được một. Nếu tạng tỳ bị bệnh mà da người bệnh có màu vàng, ăn uống vào không tiêu hóa được, bụng trướng đầy nặng mình, các khớp xương đau, đại tiện tảo bón, tiểu tiện không thông nhưng mạch vi hoãn mà trường là còn có thể chữa được. Còn nếu như tỳ khí hư thì tất nhiên cả đại tiện lẫn tiểu tiện đều dễ đi, mồ hôi ra không ngừng, khi đi đại tiện thì ngũ dịch cũng theo xuống, vì thế trong phân lẫn lộn có đủ cả ngũ sắc,
là xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Nếu tỳ bị bệnh tích lâu ngày không khỏi thì chân tay sẽ mệt mỏi rời rã, người bệnh sẽ bị chứng hoàng thư, khiến cho màu da vàng như nghệ, ăn uống bình thường mà người vẫn gầy gò khỉ trướng lên, khiến cho người bệnh khó thở. Nếu tạ tỳ thực thì người bệnh thường nằm mơ thấy mình đắp tường lợp mái để xây dựng nhà cửa. Nếu tỳ khí thịnh thì người bệnh sẽ nằm mơ thấy cảnh đàn hát vui ca. Còn nếu tỳ hư, người bệnh sẽ nằm mơ thấy những cảnh ăn uống linh đình, nhưng chính mình lại bị đói. Nếu bị quyết tà xâm nhập và cư ngụ trong tỳ thì người bệnh sẽ nằm mơ thấy những cảnh sông ngòi, kênh rạch, đụn đất gò hoang, hoặc lại nằm mơ thấy những cảnh bởi gió mưa hủy hoại mà nhà cửa ngổn ngang, đổ tường tốc mái. Nếu tạng tỳ bị trướng lên thì sẽ khiến cho người bệnh hay nôn ọe, tay chân thường bị chuột rút vọc bẻ, thân mình nặng nề bỏ cơm chản chảo, người bệnh thường hay ở hơi. Các bệnh tỳ thì nặng về buổi sáng, âm ỉ kéo dài tới quá buổi trưa cho đến xế chiều, về tối thì yên. Nếu mạch rất cấp là người bệnh bị chứng co giật, nếu mạch chỉ hơi cấp là do vùng cách mạc không thông, khiến cho người bệnh khi ăn nuốt không xuống lại phải nôn ra. Nếu mạch rất hoãn thì là chứng nguy quyết, chân tay lạnh mà mềm yếu tê liệt không có sức. Nếu mạch chỉ hơi hoãn thì đó là mạch của người bệnh bị chứng phong nguy, khiến cho chân tay rời rã, rất khó bước đi hoặc không thể nào điều khiển được. Nếu mạch rất đại thì bệnh lúc sốt lúc rét. Nếu mạch chỉ hơi đại thì là chứng tiêu khát, uống nước vô độ. Nếu mạch rất hoạt là chứng đồi sản. Nếu chỉ hơi hoạt là bệnh trùng độc, bệnh sôi bụng hoặc người bệnh bị trùng nhiệt. Nếu thấy mạch rất sáp thì là đó là bệnh trường đồi. Nếu chỉ vi sáp thì là mạch của chứng ung nhọt bị vỡ bên trong, khiến cho người bệnh đi đại tiện ra máu mủ. Mạch của tạng tỳ mà đại và hư là trong bụng có tích. Nếu tỳ khí tuyệt thì chỉ trong khoảng 10 ngày là chết, hoặc thấy rốn người bệnh lồi ra cũng chết. Nếu thấy môi người bệnh khô khan hẻo hon, không còn nếp nhăn mà hiện lên sắc xanh đen là chết. Bởi như vậy, chứng tỏ tạng tỳ đã bị chết từ trước. Tỳ bị bệnh mà mặt vàng, mắt đỏ thì người bệnh đó còn có thể chữa được. Nếu xung quanh miệng có màu xanh đen, rồi cứ thế dần dần chạy vào trong miệng, thì nửa năm sau là chết. Nếu có màu xám đen giống như màu vỏ của vị chỉ thực thì chỉ một tháng sau là chết. Lành hay dữ đều căn cứ vào màu sắc và những bộ phận vị trí như trên mà quyết đoán. Lại nữa, nếu như người bệnh bị cầm khẩu mà môi đã đen lại, bốn chân tay nặng như núi, không thể cầm nắm được gì nữa, đại tiện, tiểu tiện tự chảy ra không ngừng, khi ăn nuốt xuống không được thì chỉ 7 ngày sau là chết. Nếu môi người bệnh đã vàng ủa hèo hon, nhưng khi nói mà nghe âm thanh của tiếng nói còn vang có thần thì bệnh đó vẫn có thể chữa được. Nếu người bệnh bị sốt rét do tỳ mà lâu ngày không được chữa, hoặc chữa mà không khỏi, bụng sôi mà đau, cứ mỗi khi thấy người từ từ nóng lên là mồ hôi lại vã ra, lúc bình thường thì người bệnh có tính khoan hòa điềm đạm ung dung, nay ngược lại tính tình lại trở nên hết sức nóng nảy và dễ nổi giận. Mỗi khi muốn nói gì là nước mũi lại thò lò sụt xịt đến nỗi không thể nói hoặc trả lời được. Như vậy thì chỉ cần qua một tháng nữa là tai họa tất nhiên sẽ tới. Trong tạng tỳ lạnh mà chân lại nóng thì sẽ khiến cho người bệnh bị đau bụng và tiêu hóa kém. Nếu người bệnh lưỡi cứng khó nói, hai hòn giải thụt vào trong khiến cho đau dắt dây vào hai bên hàng, thân mình nặng nề, không muốn ăn, bụng trướng lên như cái trống không thể nằm được thì đó là chứng chết, không chữa được. Tỳ nhiệt thì sắc mặt người bệnh sẽ vàng,
mắt sẽ đỏ, hai cạnh sườn trưởng lên mà đau. Tỳ hàn thì người bệnh sẽ nôn ra đờm dãi mà không muốn ăn, tiêu chảy không ngừng, chân tay lạnh và đau. Nếu nặng hơn nữa thì người bệnh sẽ có triệu chứng phát run lên như người bị sốt rét. Người thầy thuốc trong khi thăm khám và chữa trị cho người bệnh cần phải suy xét những triệu chứng như trên cho thật rõ ràng và phải am hiểu tường tận về mạch lý, rồi sau đó hãy quyết định dùng thuốc nhằm đối chứng cầu phương, có thể mới mong khỏi bệnh.